Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cao Trận, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh tang đồ mộc, ngày Nhâm Tý tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm tang đồ mộc, kỷ tuổi bính ngọ canh ngọ, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Giáp Ngọ, canh Ngọ, bính Tuất, bính Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi bính Ngọ, Giáp Ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức, tốt mọi việc, sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Mạn Đức Tinh, tốt mọi việc, sao Kính Tâm, tốt đối với an táng, sao Quan Nhật, tốt mọi việc, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nguyệt Yếm đại họa, xấu đối với xuất hành, giá thú, sao Nguyệt Kiến chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao Thiên Địa chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao Phủ đầu giáp, kỵ khởi công, động thổ và ngày hôm nay là ngày âm thác, kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng. Ngày hôm nay cũng là ngày dương thác, kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý có thể thở phào nhẹ nhõm với những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý á, nếu có vấn đề gì khó khăn hay khúc mắc thì mọi thứ sẽ được giải quyết ngay lập tức. Không những thế mà bạn còn nhận thấy rõ được tài lộc của mình đang tăng tiến hàng ngày. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy về sức khỏe của bản mệnh lại không được tốt cho lắm. Vì thế, hôm nay với bạn tuổi Tý, đừng nên làm việc gì quá sức. Nếu như bạn cảm thấy cơ thể mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi. Nếu như bạn cố gắng làm trong lúc đầu óc không tập trung sẽ dễ dẫn đến sai sót.
Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc sửa chữa đục đẽo, bởi những việc làm này rất có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim khởi sắc về tài chính, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy lo lắng về sức khỏe, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa hãy thuận theo tự nhiên, tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ có nhiều vấn đề phát sinh, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc dễ gặp được người mang tới may mắn cho bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Tý Sửu nhị hợp. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Sửu có được sự hài hòa trong các mối quan hệ xung quanh. Đây là một ngày để cho bạn tuổi Sửu quan tâm tới mọi người nhiều hơn. Ai đó đang trong hoàn cảnh khó khăn và cần tới sự hỗ trợ của bạn thì với bạn tuổi Sửu hãy trở thành bờ vai cho họ vào lúc này. Sự chân thành, tử tế của bạn tuổi Sửu luôn được đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn đừng quá tốt với ai đó mà quên mất bạn cũng cần được đền đáp xứng đáng bằng sự chân tình, nhất là khi trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, thì nhớ là bạn chỉ nên tốt với người cần tốt thôi, chứ đừng để cho mình thành kẻ bị lợi dụng, nếu không bạn sẽ vô cùng tổn thương đối bạn tuổi Sửu nhé. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi Sửu đang có dấu hiệu đi xuống, có thể là vì bạn chủ quan tin rằng mình khỏe cho nên trì hoãn việc tập luyện, chế độ ăn uống của bạn trong mùa này cũng xáo trộn chứ không còn được nề nếp như trước nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim dễ mất tiền oan, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy cần phải tỉnh táo để phân biệt trắng đen, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa tình cảm không đi đến đâu, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc buồn thảm thất vọng với bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này đang có điềm báo, có những thất bại cay đắng mà với bạn tuổi Dần phải đối mặt trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Và bạn tuổi Dần, bạn đang phải cố gắng muốn quên đi, nhưng đừng lấy đó làm lý do để nổi nóng mà mất kiên nhẫn với mọi người, nhất là những người yêu thương bạn thật lòng. Ngày này, vận trình của bạn tuổi Dần lại đang có được sự tác động của ngũ hành tương sinh, nên có thể vấn đề về tài chính với bạn tuổi Dần trong thời gian này khá chi là khởi sắc, sẽ mang lại cho bạn không ít niềm vui và hy vọng. Tuy nhiên, với bạn tuổi Dần, bạn cũng nên biết chấp thời cơ đang có, vì khi mọi thứ đi qua, bạn sẽ không còn cơ hội tốt như thế này nữa. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, ngày này nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân, vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này.
Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, đừng cố làm việc bạn không muốn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, không nên suy nghĩ quá nhiều. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, cảm nhận của bạn chưa chắc đã là đúng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, công việc của bạn không được như ý muốn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, có thể cần tới sự trợ giúp của người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên với bạn tuổi Mão đang có sự vô lễ, có thể là một lời vô tình nào đó của bạn nói ra làm phật ý đối phương. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh thì bạn nên nhận thức về việc mình đang làm và nên nói lời xin lỗi nếu như cảm thấy cần thiết. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có chính quan hỗ trợ, cho nên với bạn tuổi Mão đang có được cảm giác như thể mình vừa được tái sinh. Sau những ngày tháng gặp phải nhiều biết bao khó khăn, trắc trở, công việc lẫn đời sống tình cảm của bạn sẽ có những diễn biến tích cực, đem lại cho bạn sự lạc quan, vui vẻ. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy mộc tương sinh. Cái điều này mang lại cho bạn niềm vui liên quan tới sức khỏe. Bạn cảm thấy rõ ràng rằng việc ăn uống, nghỉ ngơi khoa học của mình trong thời gian gần đây đã và đang phát huy tác dụng. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, gây căng thẳng vì chuyện không đâu. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, công việc hanh thông, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, có được điều mình mong muốn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, tình duyên hỗ trợ nhiều cho công việc của bạn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, có tin vui về tình cảm. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Thìn nên dành thời gian cho người mà bạn yêu thương cần đến bạn. Họ chờ mong cuộc gọi, tin nhắn hoặc đơn thuần chỉ là cử chỉ yêu thương từ bạn. Thế nên với bạn tuổi Thìn, bạn dù công việc bận rộn đến mấy đi chăng nữa, đừng quên hướng tới tổ ấm, hướng tới những người thân, bạn bè, chắc hẳn tất cả sẽ có được những giây phút ấm áp bên nhau. Và với bạn tuổi Thìn, trực giác sẽ giúp cho bạn biết được phải làm gì trước những tình huống khó khăn, bối rối khi bạn đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh. Và với bạn tuổi Thìn, nên tránh những cuộc trao đổi căng thẳng, nội dung nhạy cảm, đơn giản là vì bạn không muốn phải đau đầu chút nào. Trong khi đó, ai đó muốn trút gánh nặng đeo bám họ sẽ tốt hơn nếu như bạn có thể là một người nghe tử tế và chân thành. Tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thìn nên kiêng cữ như là chôn cất, cưới gả, xây cất về nhà cửa hay là trổ cửa, gắn cửa, các việc làm thủy lợi trong ngày hôm nay sẽ không tốt cho bạn. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, được quý nhân giúp sức. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, tình cảm gia đình được cải thiện rõ rệt. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, những rắc rối do chính bạn tạo ra. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, vợ chồng nhiều điểm hòa hợp với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, cần nỗ lực nhiều hơn nữa.
Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dần. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ nhờ có được sự hỗ trợ của thiên ấn xuất hiện cho nên bạn tuổi Tỵ đang có được ưu thế là khả năng thuyết phục mọi người, điều đó giúp cho bạn chiếm được ưu thế trong mọi cuộc trao đổi, thương thuyết. Và thời điểm này khá chi là phù hợp cho những việc hợp tác và ký kết hợp đồng với bà tuổi Tỵ nên thực hiện những công việc này trong ngày hôm nay rất chi là thuận lợi. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có thủy hỏa tương xung. Cái điều này làm cho bà tuổi Tỵ đang có điềm báo, có sự xung đột trong mối quan hệ với người thân, gia đình, có thể vì không hiểu ý nhau nhưng bạn lại đang cố bảo vệ quan điểm của mình nên mới xảy ra sự căng thẳng này. Và bạn tuổi Tỵ, bạn nên tìm cách điều hòa lại tâm trạng của chính bản thân mình đi bạn tuổi Tỵ nhé. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn cần phải lưu ý là không nên trị bệnh ở bụng. Vì thế, bạn đã có lịch hẹn thì cũng không nên tác động lên vị trí này ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, không nên nói nhiều sẽ là điều bất lợi cho bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, có người hỗ trợ bạn trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, ai đó mang lại cho bạn bài học lớn lao. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, dễ gặp được quý nhân trong ngày. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, nên học cách buông bỏ thì hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay đang có xu hướng bảo vệ cái tôi hay đối đầu, nhưng điều đó không hoàn toàn là tốt. Có những việc bạn càng lắng nghe càng tiếp nhận thêm được nhiều kiến thức quý giá hơn là việc bạn nói nhiều. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn, cho nên với bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay đang có được cơ hội gặp gỡ những nhân vật thú vị và thông qua đó khám phá ra thật nhiều điều hay ho về đối phương lẫn cả chính mình. Với bạn tuổi Ngọ, bạn là một người thích chia sẻ, nhất là khi khám phá được điều gì đó đặc biệt. Thế nên đây là một ngày tuyệt vời để cho bạn tuổi Ngọ bày tỏa bản thân mình lẫn học hỏi kinh nghiệm sống nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp ngày có cục diện thủy hỏa xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bản mệnh tuổi Ngọ nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân mình. Đôi khi vì say mê công việc cho nên bạn làm việc quá sức trong thời gian dài. Cái điều này không tốt cho bạn, nhất là đối với những bạn đang bệnh đau dạ dày, cần phải nhớ là không nên làm việc quá khuya hay là không nên làm việc quá sức. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, sức khỏe của bạn không được như ý. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, có xung đột trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, mâu thuẫn với một nửa của chính mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, tránh trông đợi quá nhiều vào người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, không nên bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp
5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày Tý Mùi tương hại. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mùi là bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, nếu không những lời nói của bạn sẽ trở thành vũ khí để chống lại bạn. Và sau kinh nghiệm có được từ lần này thì với bạn tuổi Mùi nên nhớ rằng phải biết chọn bạn mà chơi, đừng có bộc bạch hết tâm sự cho tất cả mọi người biết như thế. Và ngày này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang chịu ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh, cho nên bạn khó có thể tập trung làm việc trong ngày hôm nay. Bạn lại đắm chìm trong những suy nghĩ cá nhân nên thờ ơ ngay cả với mọi công việc được trao đổi. Điều này khiến cho ai đó không khỏi trách giận, cần phải lưu tâm tới cảm xúc của mình trong ngày hôm nay bạn tuổi Mùi nhé. Ngày này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc và bạn cũng đang có điềm báo tài chính của bạn có nhiều xáo trộn, bạn phải đối mặt với những khó khăn rắc rối. Thay vì nổi nóng hay là tức giận thì với bạn tuổi Mùi nên kiềm chế lại để soi xét tình hình, nghĩ cách để xử lý. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, tình duyên có những nút trầm khiến cho bạn phải buồn lòng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy có những nút thắt trong mối quan hệ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, rắc rối liên quan tới chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, không nên chủ quan với các quyết định về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, kiềm chế, không nên nói hết lòng mình ra. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cho nên với bạn tuổi Thân, đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy cởi mở, vui vẻ hơn và sẵn lòng mở lòng với mọi người xung quanh. Đây cũng chính là cơ hội để cho bạn tuổi Thân có được các mối quan hệ hứa hẹn. Với các cặp đôi thì trong ngày này, việc trang hoàng lại chỗ ở sẽ khiến cho tình cảm giữa hai bạn thêm phần mặn nồng, khăng khít hơn. Đời sống giúp cho bạn tuổi Thân có được sự cân bằng quen thuộc. Bạn đang gặp ngày có thực thần chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn dễ dàng chinh phục được những mục tiêu mới trong đời sống thay vì phải đối diện với những chướng ngại về vật chất. Và với bạn tuổi Thân nên giữ cho mình sự tập trung nhất định trong suốt hành trình này. Ngũ hành tương sinh cho thấy với bạn tuổi Thân đang có được dấu hiệu tốt để thực hiện những dự định mà mình mong muốn bấy lâu. Tình hình về tài chính cũng như là các khía cạnh khác của bạn tuổi Thân đang trong tầm kiểm soát, cho nên bạn cũng không phải suy nghĩ ngợi quá nhiều. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, vợ chồng hài hòa, hạnh phúc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa nên tìm cách hóa giải mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ tránh nói những điều mà chính bạn không chắc chắn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc dễ gặp nhiều chuyện may mắn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim tự tin với năng lực của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày Tý Dậu tương phá. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Dậu đang cảm thấy mệt mỏi. Đúng là bạn tuổi Dậu không phải là người dễ bỏ cuộc, nhưng đôi khi nên cho mình được nghỉ ngơi cũng là một cách để nạp lại năng lượng, gỡ bỏ những áp lực đè lên vai mình. Và với bạn tuổi Dậu sẽ thấy dễ chịu hơn rất chi là nhiều. Và với bạn tuổi Dậu, có thể thất bại trong việc bạn đang làm là do ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh, khiến cho bạn khó hoàn thành được số nhiệm vụ. Và bạn tuổi Dậu, bạn hồ nghi về năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, cứ như vậy, bạn sẽ không thể thoải mái được. Và bạn hãy gạt bỏ những căng thẳng ấy và hướng tới gia đình, nơi mà bạn có được sự xoa dịu, chốn bình yên cho mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có thủy kim tương sinh sẽ hỗ trợ cho tinh thần của bạn rất nhiều, nhất là đối với những người có bạn bè thấu hiểu, giúp cho bạn chia sẻ và cảm thấy được an ủi trong những khi khó khăn. Có thêm động lực cũng là lúc giúp cho bạn tuổi Dậu có thể tự tin hơn để đạt tới những mục tiêu mới trong cuộc sống của mình. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, công việc không được thuận lợi cho lắm. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình cảm khó được như ý. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, tránh cãi cọ vì những chuyện nhỏ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, gặp nhiều chuyện xui xẻo. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, có những xung đột trong công việc. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất đang có điềm báo, có sự bất ổn trong công việc hoặc là cuộc sống, mối quan hệ và bạn trở nên căng thẳng quá. Bạn hãy tin rằng ngày mai khi mọi việc khá hơn, bạn sẽ ổn mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn mệnh tuổi Tuất cũng là mối bận tâm không nhỏ, khiến cho bạn phải lo lắng trong thời gian này. Thay vì nghĩ ngợi quá nhiều thì với bà tuổi Tuất, hãy gác bỏ mọi phiền toái sang một bên. Chỉ khi tâm thảnh thơi thì sức khỏe của bạn mới được cải thiện, bà tuổi Tuất nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tuất là một ngày xấu, vì vậy bản mệnh nên cần phải lưu ý không nên khai trương xuất hành, cưới hỏi hay là sửa chữa hay là cất nhà trong ngày hôm nay. Nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông để hạn chế những rủi ro, tăng thêm sự may mắn cho mình. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, dễ có tin vui về tình cảm. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, gặp nhiều khó khăn trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, không cần phải tập trung thêm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, chú ý tránh sai sót. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, đã yêu thì hãy bày tỏ tình cảm của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Hợi đang gặp được ngày có tam hội phù trợ,
Cho nên, dự báo cho cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, người thân của bạn đang muốn nghe những kinh nghiệm của bạn trong ngày hôm nay. Và bạn đừng có vì bất kỳ lý do nào mà trở nên khép kín lòng mình lại. Con người không ai là hoàn hảo cả, vì thế chúng ta mới cần tới những người xung quanh mình, đúng không phải bạn tuổi Hợi? Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, che chở cho bạn, cho nên với bạn tuổi Hợi đang có được một ngày rực rỡ và nhiều may mắn. Có người còn nhận được tin vui về tiền bạc, thậm chí có thể là trúng thưởng. Thế nhưng với bạn tuổi Hợi, đừng có ba hoa hay là khoe khoang, đó chỉ là vận may tức thời thôi, không hoàn toàn thể hiện được năng lực thực sự của bạn đâu. Ngày này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng, đây là dấu hiệu bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Vì vậy, với bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay, không nên chọn những việc quá sức, không nên suy nghĩ nhiều hay là thức quá khuya hoặc là ăn uống chất kích thích gây hại cho sức khỏe của mình. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tài lộc càng ngày càng vượng. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, vất vả mới có được thành công. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, tình cảm gia đình càng ngày càng bền chặt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, có những vấn đề không thể tránh được. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, hãy bình tĩnh suy xét từng vấn đề nhỏ nhặt. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.